năm sáu hôm nay ông bố chẳng cho em tiền tiêu, gom góp linh tinh cũng chỉ kiếm được có bấy nhiêu. Thâm mắt thâm môi hôm nay thích thâm chỗ nào đây, nhẹ nhàng không nghe thì ăn lấm nha con mặt dày. Con tướng năm sao mới lúc nãy quay ra tặng anh, anh thấy em ngoan cho vào tim ghen xin im bắt. Có mấy anh em hãy vào tim rồi ta kéo nhau, em thích dùng ly vì anh ấy men ly thật ngầu. Này này cô em muốn đi đâu, ở lại cho anh hỏi đôi câu. Nhìn mặt em thấy không quen, chắc học sinh nơi nào mới tới. Nhìn mặt em thấy cu te lên, anh cũng xin tự giới thiệu. Trùng trường anh Tuấn bad boy, phòng lớp 12 oai nhất trong trường. Mau tránh ra đi, tôi không thích lôi thôi ở đây. Ừ láo ghê chưa, nó còn căng mặt lên mới cay. Thôi chắc chưa quen, nên anh cũng xem như cành cao. Lần này hơi lao, lần sau thấy anh pha cụm vào. Thông báo cho anh, doanh thu sáng hôm nay 1,2 triệu. Cho mấy anh em, cứ cầm đi tiêu xài thoải mái. Vâng chúng em xin, có bình nước học sinh mới đây. Dạ mời anh sơi, làm đôi hớp cho thơm mồm này. Mọi người tập trung đến cô ngay, nào mời em Sương Yến vô đây. Ồ học sinh mới hôm nay, may và đúng lớp mình cơ đây. Làm một tràng pháo tay to chào, cô Yến đi nhìn cái gì. Thực tập sinh mới thay cô, quản lý cả lớp mấy tháng cuối kỳ. Em ơi em ơi, cô muốn nói là cô thương em nhưng ấy là dối trá. Em không nên tự mình là gà nhé, không lại khóc vì là hạt đậu xanh. Hôm nay ai xưng là anh, ai bắt nạt chị đây nói nhanh. Vừa lúc sáng còn làm oai với gái, mà giờ sao run run nhìn cô chắp vái. Chỉ vì chút hồng hách mà ra, em xin cô hãy được biết thứ ta. Để cô nghĩ tặng em vài điểm phạt nha nha nha. Cô dấu yêu ơi, cô mới đến hương trong lòng em. Cứ thấy thân thương, quý và mến tựa như đã quen. Chắc chắn tương lai em sẽ ngoan ngoãn very nice. Vậy thì ok, về lấy sách lên đây trả bài. Chuyện ngắn Kim Lân được sáng tác do Dương Sàn Đu. Ở cái ông Đu không được sinh vào ngày ông mất. Trong đấy chương 3 ông là con của ông Phá Cha. Rồi gặp Mỹ Nương ông tặng nàng bánh đúc xương gà. Dừng lại nghe anh nói luyên thuyên, cậu đừng nói nữa khiến tôi điên. Học hành như thế hay sao, toàn xuyên tạc ôi thật là bố lao. Gọi phụ huynh đến đây ngay rồi, tôi sẽ cho cậu biết tay. Ở lại quý tiết hôm nay, dọn khu vệ sinh sạch sẽ rồi về. Đau quá anh ơi, anh đâm thế em gãy cả răng. Mặt cứ hoa hoa, trong đầu em toàn sao với trăng. Sao thế em Tuân, tan học chưa về vẫn đứng đây. Bạn này cô ơi, vừa mới đấm em bêu mồm này. Đâu có cô ơi, em đâu dám đấm anh đại ca. Mày dám ba hoa, đấm mặt tao giờ đâu vãi ra. Mấy đứa thôi ngay, cô còn chưa nhìn em đấm Tuân. Giờ cần chứng cứ, mời em đấm lại thêm một lần. Bạn bè trêu nhau tí cô ơi, vừa rồi gọi nhau đến đây chơi. Tình cờ bạn cung cái tay, lỡ đấm ngay vào mồm em đây. Giờ em có đấm hay không, cần lắm mẫu cô cũng sẵn sàng. Học đòi cái thói dối con, để cô dạy em cho bác la la. Đau quá em ơi, sao thấy mấy hôm nay nhục ghê. Cô Yến hơi căng, mấy thằng trong trường đang há hê. Năm tháng oai phong, sao bỗng dưng xuất hiện bà Yến. Làm vài hôm nay mấy thằng mình chẳng kiếm được tiền. Anh ơi, có tin hot mới căng cực căng. Cô Yến bên kia đang cày game ghen xin im bắt. Tin đúng chưa em, đúng mà em vừa mới thấy xong. Phục thù thôi em, cơ hội là sẽ không lòng vòng. Chào bà cô ra Z ơ lo, làm kèo ghen xin với em không. Tự chọn nguyên tố biêu tim, đánh la hoàn xem ai mạnh ai yếu. Trường hợp em thắng hôm nay, đừng gọi cho bố em chuyện lúc chiều. Vậy còn tôi thắng em thua, phải giao ạc kèm và nhớ biết điều. Thank you.
ra là mày cũng gan đấy nhỉ. Nhưng mà gan nhầm chỗ rồi con ạ. Chúng mày nói nhiều quá. Vào chủ đề chính đi. Yến là người yêu của tao. Ai cho mày tán tỉnh Yến? Thật khó. Thật mà. Thật khó. Thật mà. Thật khó. Thật mà. Từ. Đâu rồi? Tao nói cho mày biết này. Cái thứ nhất ấy, hôm nay tao rất là bận. Và cái thứ hai là tao không tán tỉnh cô Yến. Nhưng mà chúng mày đã mất công gọi tao đến đây rồi ấy, thì tao cũng nên dạy cho chúng mày một bài học. Nhà vương đế quân Dương Ly, sức mạnh trai đẹp của nước Ayato. Mấy em đang làm trò gì ở đây đấy? Mau thả nhà lữ hành ra, không các ngươi sẽ phải trả giá. Là cô không có tình cảm với em. Cô sẽ báo cáo với nhà trường và phụ huynh của em về vụ việc lần này. Còn lâu, em không từ bỏ đâu. Bằng mọi giá em phải tán được cô. Cô cứ đợi đấy. Anh em, đi. Cho xem em Tuấn nào. Anh cũng sao không anh? Tuấn ơi, em có làm sao không? Jemico. Galaxy Park là một trò chơi phiêu lưu thế giới mở. Bạn sẽ hóa thân thành một nhà lữ hành để tìm những người thân yêu của mình và khám phá những câu chuyện đằng sau lục địa Thái Bát. Galaxy Park mới ra phiên bản mới 3.3, lục cam thoáng thông suốt, danh phận hóa hư vô. Với sự xuất hiện của nhân vật mới 5 sao vào ngày 7 tháng 12, đó là Quanderer, kẻ lang thang và nhân vật Furuzan 4 sao mới đều mang hệ phong với sức mạnh của gió tuyệt vời. Cùng với đó là sự trở lại của hai nhân vật siêu hot 5 sao vào ngày 27 tháng 12, đó là Raiden Shogun và Ayato, cùng với sự kiện mới toanh, đại hội dũng cảm vô cùng hấp dẫn. Hãy tải và vào Genshin Impact để trải nghiệm ngay cùng tụi tớ nha!